Hưng Yên một ngày có gió nhưng không có mưa. Vâng, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác nhé. Đấy, hôm nay em lại về được một cặp đôi siêu phẩm như sau. Đó là cục đẩy mang thương hiệu chính hãng của JBL, JBL. Mang mã hiệu là RMA3300. Dòng cục đẩy công suất này sử dụng mạch Class TD các bác nhé. Đây là mạch Class TD này. Đấy, quay cục bóng. Đây các bác nhé, mạch Class TD. Đấy, sò các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, sử dụng một loại sò đó là B817 và D1407. Đấy, sò này là sò nó có một cái chất lượng âm thanh nó hay hơn rất là nhiều so với dòng cái dòng 5200/1903, tiếng nó sẽ hay rất là nhiều. Đấy, và hàng này hàng chính hãng của Harman các bác nhá. Đây Harman này, các bác có thể nhìn thấy luôn này. Và sản xuất tại PRC. Đấy, công nghệ độc quyền của California, USA. Và trên sản phẩm đều có check mã QCPAC. Đấy, hàng xịn nhé, hàng bãi nhé. Bãi đây bãi nguyên chất, em về em quay nguyên như này luôn cho các bác xem. Nhưng đây đảm bảo với các bác, đây là bãi xịn. Các bác có thể tham khảo những video có khá là nhiều trên YouTube, các bác xem giúp em nhé. Đấy, dòng cục đẩy công suất này, công suất đầu ra đạt là 350W, tải 8 ohm trên một kênh, gọi là RMS ấy, là 350W. Và nguồn điện cấp đến đường ra cao nhất đó chính là đâu nhỉ, 64V. Đấy, 64V cao nhất ở trên đây là họ ghi là 64V này, các bác nhỉ. Không biết là các bác nhìn rõ không, 64V. Đấy, đúng không ạ? Công nguồn cao nhất ra được một suất là 64V. Các bác nhìn như quận mà tải hộ chịu tải phụ của cái đường ra này. Đấy, nhìn cái quận ý thôi là đã biết nó con này chất như nào rồi, đúng không ạ? Dòng này là dòng Class TD. Các bác có thể đánh full RAM 30, 40, côn 76 trở về. RMS là 350W. Đấy, tức là cái loa của các bác là pack là 700W. Thì các bác có thể sử dụng con đẩy này đánh rất là hay luôn. Nói là 350W nhưng thật ra nó công suất nó có khi nó khỏe bằng cái con 650W đến 700W cái hàng mới, hàng của Trung Quốc bây giờ ấy. Thì hàng những cái hàng ấy thì trong video sau em sẽ giới thiệu. Đấy là vẫn quên như hôm trước. Đấy, vẫn quên như hôm trước. Đấy, rồi ok. Thì đây là em về một bộ đôi, hai chiếc đều hoạt động bình thường, ok hết cả. Và test trong video lần sau, chứ còn bây giờ là quay giới thiệu thôi, xong tí nữa là cũng phải đi nhận hàng cho bác rồi. Đấy, nhận hàng xong rồi gửi hàng luôn cho bác. Con này thì máy nó cực chất luôn này, các bác nhìn này. Đấy, máy cực chất luôn, các bác nhìn tản nhiệt vô mình biết này. Đấy, bây giờ sẽ quay cho các bác xem mặt sau nha. Đấy, đây đúng không ạ? Đấy, quấn nguyên cái tiếng Trung luôn. Hàng này là PRC, tức là viết tắt của Trung Quốc mới rồi. Đấy, có lựa chọn tín hiệu đậu vào là độ nhạy này 40 này, 32 này. Đấy, xong rồi các chế độ đánh là Cell này, Planever này. Đấy, và Ploy này. Đấy, rất là hay. Con đẩy này nó rất là khỏe. Các bác loại này mà đánh loa 40 nhá, 40 con 76 từ thường hoặc từ neo đều được hết. Cái loại này mà đập 715 loại từ neo thì thôi em không kể nữa, tiếng nó cực hay luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, còn có thêm cả tem đấy nữa này. Đấy, nguồn nó, các bác nhìn nguồn nó bé đúng không? Nhưng thật ra nguồn này nó đạt đủ công suất để nuôi hệ thống này. Với tầm 350W một kênh tại RMS thì em nghĩ là các loại loa 40 một con 76 dí vào còn chơi được, không phải nữa. Là 40 con 76 pack của nó vào có 750W thôi. Đấy các bác nhá, 40 con 76 hàng bãi xịn đấy. Còn hàng mới thì thôi, em vào các bác đánh cũng mà 2 đôi 30. Loại này các bác mà đánh tải 4 ohm ấy thì em không biết công suất nó thực tế nó tầm bao nhiêu. Cái này em sẽ tìm trên website của công ty sau. Đấy, này các bác nhìn nhá, của Harman, chính hãng của Harman nhá. Hàng của Harman thì thôi không kể nữa rồi. Thì cái này về là mặt sau nó hơi xấu thôi. Thì đây hàng bãi mà, hàng bãi dùng 5 năm rồi. Đấy, thì bây giờ nếu mà các bác mà lăn tăn bảo không biết là hàng này hàng mới, không biết là cái hàng này có phải hàng chính hãng không ấy, thì các bác làm cho em đúng như này. Các bác vào Google, các bác gõ JBL nó nha, xong là RMA3300. Đấy, xong các bác ghi thêm đằng sau là B Harman nữa là ra luôn trang web bán cái cục đẩy này ở bên Trung Quốc. PRC là Trung Quốc đấy, chứ không phải là đâu xa cả. Đấy, PRC là Trung Quốc mới bây giờ đạt tiêu chuẩn của châu Âu. Đấy, đạt tiêu chuẩn của châu Âu và châu Mỹ. Đấy, thì mới được mang thương hiệu PRC. Đấy, vâng nha. Đấy, cực chân luôn, các bác nhìn tem in này. Loại này bây giờ lấy cái gì cạo không mất được.
nó bắn bằng mực mới laser, tức nó vừa phun mực lại vừa bắn laser vào, nên là công nghệ này rất là khó để làm nhái được. Đấy. Làm nhái được thì chi phí độ lên rất là cao luôn. Đấy, quạt này. Đấy. Hàng bãi đây, bãi nguyên chất nhá, về sau này em có vậy em quay lên thế thôi. Còn các bác nào thích thì liên hệ trực tiếp thôi, giá khá khá thôi. Nó dưới 4 triệu. Chất dưới 4 triệu. Loại này mà đánh cái loại 30 neo thì thôi em không kể nữa, nó đánh quá hay luôn. Thì ngày mai thì em sẽ lắp lên một đôi neo vào đôi thường để đánh thử cho bác xem. Đấy. Đấy, lấy về là mẫu thôi. À, lấy về để bán thôi, để chơi và chơi và bán. Tính là em lấy một ít hàng mới, hàng cao cấp về, nhưng mà nghĩ là các bác không thích chơi hàng mới lắm, bây giờ nhiều các bác thích hàng vãi rồi. Nhiều các bác thích hàng vãi. Đấy. Hai con như nhau nhá. Đấy, đều công suất như nhau, cái này thì vẫn còn nguyên rồi. Đấy, vẫn còn nguyên bụi này, các bác nhìn nhá. Đúng không ạ? Nhìn đây nhá, nguyên bụi đi nhá. Đấy. Em bận tay rồi. Và mặt phanh nhôm rất là đẹp, đúng không? Giá dưới 4 triệu thôi. Đấy, các bác nào quan tâm thì trực tiếp nhá. Đấy. À, cực chân luôn, mạch này thì mạch TD rồi. Đấy, các bác nhìn nhôm này. Nhôm của nó làm rất đẹp chi tiết luôn. Cực chi tiết luôn. Đấy. Hàng bãi về thì nhiều con nó sẽ bị bụi bẩn này, và về anh em sẽ lau chùi tân trang lại, thì em cứ để thế em chơi thôi. Còn các bác nào đấy thì em sẽ lau chùi sạch sẽ bóng bẩy cho các bác. Nói về nó cứ thật này nhiều các bác không thích đâu, nhưng thật ra ấy, các bác nào đã biết chơi thì sẽ thích, đảm bảo các bác là nguyên zin, chưa động chạm gì, chưa có sửa chữa hết, nguyên zin hết, về bãi sao là như vậy luôn, nguyên zin hết, chưa động chạm gì, chưa sửa chữa gì, chưa lau chùi luôn. Đấy, về này cứ thấy em chơi thôi. Đấy, còn các bác nào đấy thì em sẽ lau chùi vệ sinh sạch sẽ máy móc từ trong ra ngoài cho các bác và test thử ok cho các bác. Đấy, các bác đấy chuyển khoản cho em trước 500.000 cước vận chuyển các bác nhé, giá tốt thôi, dưới 4 triệu con.